đây. Giờ mình còn đậy nắp lại rồi. Thôi thôi. Xin chào các bạn, hôm nay đến kênh Ngọc Vũ Vlog các bạn. Đó ơi, hôm nay mình sẽ làm cái món đây là ốc bươu vàng các bạn. Ốc bươu vàng mình bắt ở nhà mình nè. Mình nuôi trong ao ốc bươu vàng mà nó có lộn vô mớ ốc bươu vàng. Giờ mình bắt lên. Bắt lên thì mình sẽ làm cái món là ốc bươu vàng mình kho sả ớt suka luôn á. Cái món này là rất là ngon. Ăn cơm là cực kỳ ngon luôn các bạn. Nè, các bạn thấy không? Con nào nó bự không? Đã ghê luôn á. À, rồi giờ mình sẽ đi đem mình luộc nó trước các bạn. Ôi. Ốc đây bạn, mình phải mình luộc nó trước, luộc nó cho nó chín sơ sơ phải không? Cái mình mới mần nó. Nước hơi nhiều quá. Trong khi mình luộc mình chờ nó chín á, bây giờ mình sẽ bầm sả nè. Rồi. Sả mà mình vừa mới ngon bạn. Ôi. Phần ốc bây giờ nó đã chín rồi bạn ơi. Nó đã xong rồi. Chưa chín nhưng mà nó được rồi. Giờ mình nhắc nó xuống. À, để mình bầm xong cái phần này cái. Rồi, phần này mình đã xong. Có phần bầm sả mình xong rồi các bạn. Mình lột phần thứ hai, mình cứ lấy phần đầu thôi các bạn. Ôi các bạn ơi, mình lấy ra cũng được như vậy đầu mà. Cái này là cái đầu không, giờ mình đem đi rửa các bạn. Rồi. Ôi, các bạn ơi, sau khi mà mình rửa sạch sẽ rồi, phải không? Giờ mình sẽ ốp vào đây mình kho. Kho này thì đơn giản, rất là dễ. Ăn rất là ngon. Quan trọng là cái này nè, nhiều này mới ngon à. Ấp dầu vô. Đây, bột ngọt. Chín đường. Cuối cùng mình kho này là mình kho sử dụng nước mắm. Chắc mình cho thêm đường nữa. Đây. Rồi, đó rồi. Quá chẳng ngon. Phần cuối cùng mình đây. Đây. Giờ mình còn đậy nắp lại rồi kho thôi. Đã hấp dẫn không?
giờ con bật lửa nữa rồi các bạn. Ok, như vậy là mình chờ rác là nó chín rồi phải. Rồi, như vậy là mình chờ rác là nó chín là xong rồi bạn. Món này ăn cơm rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Để ăn chín là mình dở ra cho bạn xem ha. Ơi, đó, giờ thấy sôi bột gì đã không? Quá hấp dẫn không? Xuống không? Trời ơi, quá ngon luôn các bạn. Này mà ăn cái cơm rồi thôi, nhức nhách. Nè, có con bự đầu bự ra, bự luôn, bá luôn. Quá ngon quá. Mà chín rồi các bạn ơi. Mình cho miếng hành vô nữa ha. Ok, mình phải thử một chén cơm trước thôi, ngon quá mẹ, cực kỳ ngon. Ngon quá bạn. Ngon được tắt lửa rồi. Thôi, video mình đến đây kết thúc bạn. Các bạn nếu hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Chào mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Ok.